Đoạn 3. Cách thức nghe lời Chúa. Tiếng Chúa: Này con, hãy nghe lời cha, những lời đầy êm dịu, những lời thắng vượt ngàn lần khoa học của tất cả mọi triết nhân và các nhà thông thái trên đời. Lời cha là thần khí và là sự sống, giác quan người đời không lượng thức được. Không nên tìm thỏa mãn trong đó, nhưng phải lắng nghe và tiếp thu với tâm hồn khiêm tốn hết sức và thành thật kính ái. Con đã thưa: Lạy Chúa, hạnh phúc người được Chúa đích thân giáo huấn và chỉ dạy luật Chúa để soi dịu những ngày đen tối và để người đó khỏi cô quạnh trên trái đất. Chính cha đã dạy các tiên tri ngay từ thuở ban đầu, và ngày nay cha cũng không thôi nói với hết mọi người. Nhưng nhiều người bưng tai giả điếc, không muốn nghe. Thậm chí có người thích nghe thế tục hơn nghe Thiên Chúa. Họ thích thỏa mãn nhục dục hơn đẹp lòng Thiên Chúa. Đời chỉ hứa những cái tạm bợ và ít giá trị mà người ta mê man theo nó. Còn cha hứa những của cao quý và bất hủ mà lòng người vẫn lãnh đạm thờ ơ. Ai là người chuyên cần phụng sự và vâng ý cha trong mọi sự, cũng như người ta chuyên cần phụng sự đời và những người quyền quý ở đời. Biển gầm, hổ mặt cho Sidon. Còn muốn hiểu tại sao? Đây, hãy nghe. Vì một chút lợi nhỏ xíu, người ta không quản ngại đường xa dặm thẳng, mà bước một bước để được sống muôn đời, người ta lại ái ngại. Vận dụng toàn năng lực để được một chút lợi hèn, người ta không nề quản. Cãi vã khẳng tiếng vì một đồng xu nhỏ, người ta không biết thẹn. Vì một ngẫu tượng, vì một lời hứa suông mà người ta không sợ vất vả thâu đêm tối ngày. Nhưng mỉa mai thay, để có một kho báu, một phần thưởng vô giá, một danh dự tuyệt hảo và vinh quang muôn đời, thì dù chỉ mỏi mệt đôi chút, người ta cũng ngại ngùng. Hỡi tôi tớ biến lười và khó tính, hãy xấu hổ khi thấy người đời nhiệt thành để tự tiêu diệt hơn con nhiệt thành để tự cứu thoát. Họ mê man vì của phù vân hơn con mê man chân lý. Đã hẳn họ thất bại là phải, nhưng lời cha hứa không lừa dối ai, và không bao giờ cha để người tín nhiệm lời cha phải uổng công. Điều cha hứa cha sẽ cho, điều cha nói cha sẽ làm, miễn người ta thành tâm mến cha đến cùng. Chính tay cha sẽ thưởng công tất cả những ai làm điều thiện. Chính cha cũng sẽ ra tay thử thách một cách gắt gao những ai sốt sắng phụng thờ cha. Hai bài học. Con hãy ghi tâm khắc cốt lời cha và ân cần suy gẫm luôn, và con rất cần dùng đến lúc bị cám dỗ. Điều con đọc mà con không hiểu, con sẽ hiểu lúc cha đến thăm con. Cha có hai cách viếng thăm những người cha chọn: cám dỗ và yên ủi. Và ngày ngày cha dạy họ hai bài học, một bài khiển trách thói xấu và một bài huấn đức. Ai nghe lời cha mà coi thường, lời đó sẽ nên án phạt nó trong ngày công phán. Ôi Chúa trời con, Chúa là tất cả may lành của con, nhưng con là ai mà dám nói cùng Chúa? Con bần cùng hơn mọi tôi tớ bần cùng của Chúa, và là sâu bọ hèn hạ thiếu thốn. Con đáng khinh hơn con tưởng và xa điều con dám nói ra. Xin Chúa hãy nhớ, lạy Chúa, con là hư vô, con chẳng có gì và chẳng làm được gì. Duy mình Chúa thiện hảo, công bình và thánh thiện. Chúa làm gì cũng được, Chúa ban phát mọi ơn, Chúa cho mọi loài được sung túc. Chỉ có người tội lỗi là bị Chúa để cho thiếu thốn. Chúa hãy nhớ lòng lân túc Chúa, hãy đổ đầy ơn Chúa vào lòng con, vì Chúa không muốn cho công việc Chúa ra vô hiệu. Con sống thế nào được giữa đời ô trọc này, nếu không được lòng lân mẫn và ân sủng Chúa nâng đỡ. Chúa đừng ngoảnh mặt đi, và đừng trì hoãn đến thăm con, đừng cất ơn an ủi, không vậy hồn con sẽ nên như khoảng đất khô trước mặt Chúa. Lạy Chúa, xin dạy con thực hiện thánh ý Chúa, dạy con sống cho khiêm tốn và xứng đáng trước nhan Chúa. Vì Chúa là đường sáng cho con thấu hiểu tình trạng của con. Chúa biết con trước khi con sinh ra trên đời và trước khi có trời đất.
suy niệm. Để tiếp thu lời Chúa, ta phải chế ngự giác quan và tưởng tượng. Tiếp thu lời Chúa không phải để thảo luận, nhưng là để nhờ ánh sáng đức tin mà thấu hiểu, mến mộ và đem ra thực hành. Điểm cuối cùng này can hệ hơn cả. Lạy Chúa, con xấu hổ vì đã không ngại vất vả để đẹp ý đời, thỏa mãn dục vọng, mà ít chuyên lo thống hối để đền tạ đức công bình Chúa. Xin ban ơn sáng suốt để con nhận định và trung thành nắm giữ lời Chúa răn dạy.